Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của PLD QSC ha, Power này. Ở đây mình đang setup cho các bạn là PLD 4.3 kết nối với máy vi tính để setup cho một cái hệ thống gồm loa súp đôi QW218 và loa full đơn QW2F của hãng PV. Hai series này đều là hàng nhập khẩu từ Mỹ nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu nối ba quay cùng với em PLD 4.3 này, chỉ với một em power này cùng với mixer DL16S ở đây nha các bạn. Theo dõi nha. Thì việc đầu tiên để các bạn kết nối được hệ thống ba quay thì việc đầu tiên các bạn phải cần làm là làm dây tín hiệu và dây dắt cho mình nha các bạn. Thì ở đây mình có hai mẫu dây dắt sẵn cho dây loa sẵn cho các bạn ở đây. Thì loa súp QW218 này công suất rất là lớn và nó gồm có hai loa riêng biệt nhau. Thì mình đang đấu ở đây là một sợi dây 4 pin để đánh cho hai cái loa bass của súp QW218. Đây ha các bạn, và hai đầu speaker con ở đây. Nha, cũng như dây loa bình thường thôi. Và một dây nữa cho các bạn đó chính là một sợi dây 4 pin ở đây, gồm một jack speaker con 4 pin, 4 sợi dây, 4 ruột ở đây nha các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ chia ra giùm cho mình là hai đầu jack 2 pin ở đây cho các bạn, hai đầu jack 2 pin. Thì nhiệm vụ ở đây là một cái đầu jack này sẽ đánh cho loa treble và một đầu jack sẽ đánh cho loa mix của QW2F nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đấu nối vô hệ thống và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để gửi tín hiệu lên cái power QSC này và test hệ thống ba quay ha. Rồi, ok, vừa rồi mình đã đấu dây loa xong hay các bạn. Thì mình với cái power QSC PLD series này thì công dụng của nó có khả năng lấy tín hiệu cho từ một kênh ra hai kênh, ba kênh, bốn kênh và cộng dồn công suất của nhiều kênh lại với nhau. Thì ở đây ha, mình sẽ cho các bạn nhìn lên màn hình nha. Và nhìn lên màn hình ở đây là phần mềm điều khiển khi nó kết nối với laptop thì nó sẽ hiển thị lên như thế này cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có nhiều cái reset cho các bạn nè, ví dụ như bốn kênh độc lập ở đây ha, A B C D, A cộng B, C và D riêng biệt với nhau. Thì ở đây mình sẽ có cho các mình sẽ lấy đó chính là mình cộng dồn công suất của kênh 1 cộng với kênh 2. Tại vì PLD 4.3 này công suất đánh cho cái loa súp QW này thì hơi nhỏ cho nên mình sẽ cộng dồn công suất của hai kênh nó lại với nhau cho các bạn ha. Với PLD 4.5 thì là dư sức nha các bạn. Đó thì mình sẽ chọn cái reset F3 này. Ha. Giờ reset F3 và bấm recall nó đây. Rồi, ok các bạn. Như các bạn thấy ở đây ha thì phần output ở đây nó sẽ gom lại cho các bạn là A cộng B, C riêng biệt và D riêng biệt. Thì mình sẽ mặc định ở đây là A với B cộng B mình sẽ sử dụng cho loa súp QW218. C ở đây mình sẽ sử dụng cho loa mic ha, loa mic đây. Và D mình sẽ sử dụng cho loa treble. Ha các bạn. Và chỉ có main power QSC thì mới làm được điều này thôi nha các bạn nha. Thì mình sẽ chọn cái suột input đầu vào là tại vì mình chỉ đưa một cái tín hiệu lên một cái main này thôi. Thì mình sẽ chọn cái input đầu vào cho cái output D ở đây là input 1. Output C mình cũng sẽ chọn cho nó là input 1 và output AB mình cũng sẽ chọn cho nó là input 1 luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ set up về cái phần tín hiệu của cái phần cross server của cái loa súp nha các bạn. Giới hạn thứ nhất là mình sẽ set up về các frequency của nó. Thì ở đây mình sẽ cho cái ngưỡng thấp nhất của nó là khoảng tầm 31 Hz ha. Và ngưỡng cao nhất của nó là 120 Hz. Ok ha các bạn ha. Thì đây chính là cái khoảng mình sử dụng cho loa súp của mình. Thì đây là mình mới tạo một cái sườn thôi nha các bạn, mới tạo một cái sườn thôi. Thì một lát nữa sau khi mình tạo sườn xong, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tune nhạc trên cái micro RTA mà phía trước mà các bạn đang thấy đó cùng với Audio Box I1 ở đây nha. Thì đây mình đang tạo một cái sườn về cái vấn đề ba quay cho các bạn. Thì đây là đầu tiên là
tần số cho loa sub. Rồi mình sẽ giới hạn luôn, cái này là cái rất đặc biệt của Power QSC nha. Và bây giờ mình sẽ giới hạn cái phần công suất của đầu ra AB cho cái kênh quýnh cho subwoofer 2 WW218 ở đây. Thì ở đây mình đang cộng công suất A và B lại với nhau, là công suất của nó là 1250W. Thì ở chế độ là 8 ohm ở đây. Thì loa sub này công suất rất là lớn, thì mình sẽ để maximum cái phần giới hạn công suất này luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ qua kênh C, đó chính là phần loa mic. Loa mic này nha, loa mic này của WW2F. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần crossover của nó trước. Sau đây thì mình sẽ đến cái phần khung sườn của loa mic WW2F nha các bạn. Thì ở đây sẽ là phần output C. Với output C này mình sẽ cắt crossover cho nó là ngưỡng high pass ha, cắt ngưỡng dưới sẽ là 100Hz. Và mình cắt ngưỡng trên cho nó là low pass filter là 1400Hz, 1.4 kHz ha các bạn. Đó, thì đây là cái khung sườn của loa mic nha, khung sườn của loa mic. Đó, và tiếp theo mình sẽ giới hạn cái phần công suất. Thì với cái loa loa Rode Rider 15. Cái Rode Rider 15 của hãng PV thì cái công suất RMS của nó là 600W, thì mình sẽ giới hạn công suất là 600W cho cái loa này nha. Ok, rồi. Tiếp theo mình sẽ tới cái phần khung sườn cho cái loa chép. Thì cũng tương tự như vậy, thì các bạn sẽ cắt ngưỡng dưới và cắt ngưỡng trên cho loa chép nha. Thì ngưỡng dưới của loa chép này mình sẽ cắt khoảng là 1.2 kHz. Và ngưỡng trên mình sẽ để phẳng luôn, lên tới 20 kg cho các bạn luôn nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi lại cái phần khung sườn nè. Đây là giải tần số sử dụng cho loa sub. Đây là giải tần số sử dụng cho loa mic. Và đây là giải tần số sử dụng cho loa chép ha các bạn. Đó, đây là phần mình tạo khung sườn đầu tiên để mình set up cái hệ thống 3 quay. Các bạn nhớ điều đó nha các bạn. Rồi, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một cái khung sườn cho một cái hệ thống 3 quay ha. Thì ở đây bây giờ mình sẽ test cái phần tín hiệu của tần quay nha các bạn. Test tín hiệu của tần quay cho các bạn thấy thử nha. Thì đầu tiên mình sẽ test tín hiệu cho loa sub. Thì ở đây là mình có một cái mixer DL16S. DL16S ở đây. Kết nối không dây và chỉnh trên iPad. Thì ở đây mình sẽ cho trong cái mixer này nó sẽ cho các bạn phát tín hiệu pin noise ra luôn. Thì ở đây mình đã add cái tín hiệu pin noise vào channel số 1 2. Thì mình sẽ đẩy cái tín hiệu pin noise lên và mình sẽ cho test từng quay của cái hệ thống 3 quay này cho các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ thử loa sub trước nha các bạn. Mình coi tín hiệu đầu vào đã. Đây, cái input 1, đây đã có tín hiệu đầu vào ha. Bắt đầu mình sẽ test từng quay nha các bạn. Quay thứ nhất, loa sub. Ok ha. Rồi, quay thứ hai. Đó là loa mic nha các bạn. Loa mic. Rồi, qua quay thứ ba đó là loa chép. Ok, phần khung sườn của hệ thống 3 quay của mình đã hoàn thiện về ba quay ha. Thì tất cả các quay đều đã lên tiếng, từ loa sub, loa mic và loa chép. 3 quay đã riêng biệt nhau rồi ha các bạn. Thì tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để mình tuôn nhạc và mình set up cái hệ thống 3 quay này hay cực hay luôn nha. Cùng với chỉ một em Power BLD 4.3 và mình làm toàn bộ mọi thứ, toàn bộ mọi chuyện, toàn bộ một cái hệ thống set up 3 quay cực kỳ khó khăn trên chỉ một em Power QSC này thôi nha. Sau khi các bạn đã set cái sườn cho cái hệ thống này rồi thì mình sẽ mở tín hiệu 3 quay lên đều luôn nha các bạn. Mở tín hiệu cho 3 quay, mình mở công suất lên luôn, cho 3 quay lên đều luôn. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình cứ để subwoofer ở 0 dB trước nha các bạn.
không decibel. À, subwoofer ở không decibel. À, loa mic thì các bạn để trừ 3 decibel giúp mình nha. Trừ 3 decibel nha. Và loa chép thì các bạn hãy để là trừ 6 decibel. À, ok. À, sau khi mình đã mở đều 3 quay này lên, à, gồm có loa sub, loa mic và loa chép, thì các bạn hãy mở qua cái hệ thống đo, à, cái phần mềm đo của các bạn nha. Phần mềm đo của các bạn trên cái iOne này và kết hợp với lại micro RTA BV-R2. Thì ở đây mình sử dụng đây phần mềm này. Thì các bạn hãy coi cái tần số, cái tần số của nguyên dải tần của các bạn đã phẳng hết chưa. À, ví dụ như ở đây, ở đây thì các bạn có để ý nha, mình nói vào thì nó sẽ hơi thay đổi một tí xíu, nhưng mà các bạn để ý ở đây là dải ở khu chỗ này của các bạn đang thiếu một ít, đúng không? Dải ở chỗ này, dải ở chỗ này của các bạn cũng đang thiếu một ít đó. Thì tần số như vậy cũng đã gần đẹp rồi đó. Thì bây giờ mình mới để ý tới phần đó, mình sẽ canh EQ lại cho từng cái quay của các bạn nha. Mình sẽ canh EQ lại cho từng quay. Thì ở đây là phần tần số cao. Phần tần số cao mình sẽ canh về quay chép trước ha. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành canh quay, canh về tần số cho cái dải chép này. À, mình sẽ tắt cái loa, mình sẽ nâng cái, đây là tần số cho thằng loa chép nha các bạn. Đây là dải của loa chép. Mình sẽ nâng ở cái khoảng nãy là của mình là khoảng 8 kg, mình sẽ nâng lên trước. À, ok, kiểm tra lại về cái phần EQ nha. Đây. Nâng lên một tí xíu nữa. Ok, các bạn thấy nó đã kéo lên chưa? Đã kéo lên gần bằng rồi đúng không? Đó. Và bây giờ mình sẽ canh lại cái khoảng chỗ này nha. Nó sẽ báo ở đây là thiếu cho các bạn là ở 298,5 hertz. Đó, mình sẽ nâng cái khoảng này lên một tí xíu. Ok, nó đã lên nè các bạn, thấy không? Đó, nó cũng đã gần bằng rồi đó. À. Đó, thì đó là cái cách để chúng ta có thể đo và tune một cái dàn âm thanh. À, để các bạn tune một cái dàn âm thanh. Thứ nhất, nói chung là tune một cái dàn âm thanh thì sẽ có rất là nhiều phần nữa về đo cực loa hay đó, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉ về đo cái tần số thôi, để cho dàn âm thanh mình tần số nó phẳng, nó đều hết mọi thứ luôn với em QC BLD 4 chấm này. À, BLD này thì mọi thứ thì các bạn có thể làm được trên cái Empower này, rất là nhiều thứ, rất là nhiều việc.